Hey, 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 hey. Sí. Allstate. Bảo hiểm. MetLife. New York. New York Life hay New York thì không biết. Nói chung bảo hiểm ở đâu cũng có khắp nơi hết nha. Nhưng mà Allstate cũng bảo hiểm giống như những nơi khác. Ở đây không phải vấn đề là quảng cáo hay giới thiệu về bảo hiểm, mà đến thăm viếng một người có cái sự đóng góp rất lớn và sâu rộng trong cộng đồng Việt Nam ở tại Kentucky. Từ người già cho tới giới trẻ là cô Van. Van Chan. Yeah, she's inside. Wow, wow, wow. Ruesty. Hello. Hello. Hi. May I see Van? Sure. Thank you so much. All right, here we go. This way, this way. Go straight. Hello, this way or this way? Chào anh Thảo. Hello, oh, hi, so beautiful. Oh, thank you, and how are you? Okay. Van, Van, Van. Van. Một trong những người thành công và có sự gắn bó, cũng là cái nhịp cầu giữa những người Việt với nhau ở tại Kentucky, tiểu bang Kentucky. Dạ, người già không biết nha, người trẻ không biết, giới trẻ hay giới già. Cộng đồng hay tôn giáo, công giáo hay Phật giáo, suy là một cái gạch nối. Van là một gạch nối. All right. Cảm ơn anh Thảo rất nhiều. That's true. Yeah, cảm ơn anh Thảo. Yeah. Hello. Hello, how are you? How are you doing? We're good. This is, Doug. I'm Doug Worsley. Uh-huh. My financial partner. Okay, nice to meet you too. Yeah, absolutely, you too. He looks very young. He is young. Yeah. Well, I wish I was younger than I am. 30 years old? No. 24. You look young, I'm 40. 40. Oh my goodness, you're older than me. I'm 60, man. I'm 40. Okay. I wish I was. All right, all right. Say the compliment though. Yeah. Em làm về cái gì nè? Anh thấy cái bảng Allstate ở ngoài, right? Yeah. Anh biết là em làm cho Allstate. Yeah. Dạ yeah, đúng anh. Thì bảo hiểm như anh đã nói là bảo hiểm có MetLife, New York Life hay là New York gì đó. New York gì? New York Life hả? New York Life. À, rồi MetLife không? Dạ yeah, MetLife. Rồi Allstate. Yes, Allstate. Farmer. Farmers and Prudential. Mm-hmm. Kentucky Farm Bureau mm-hmm. here. Also, what's the next door here? Nationwide mm-hmm. State Farm. So there's varieties here. Okay. Một cái việc làm của em đó ở trong Allstate là tại vì em chọn cái ngành này trong cái đời sống của em, hay em chọn ngành này để em có cái cơ hội phục vụ cộng đồng. Em thật ra đó. Em chọn cái ngành này đó là em nghĩ em vừa làm việc mà em cũng có cơ hội để giúp cho cộng đồng Việt Nam của mình là phần chính. Yeah. Thí dụ bây giờ giúp cho cộng đồng Việt Nam thì thiếu gì cách giúp, đâu nhất thiết phải là bán bảo hiểm mới giúp. Dạ đúng vậy anh, tuy nhiên là khi mà em bán bảo hiểm đó, không phải chỉ có đến rồi viết cái check cho em là xong. Tụi em ở đây đó là giải thích cho khách là mua cái gì và để được cái gì và như thế nào. Anh hiểu được cái policy thay vì anh chỉ đến anh mua rồi anh về anh không có hiểu cái policy của mình nó sẽ cover cái gì. Dạ mà chính em là cái người khách hồi trước khi em mở cái văn phòng này, em đi mua bảo hiểm 20 mấy năm, em cũng không hiểu là mình mua rồi khi mình có accident hay là mình có claim thì nó trả như thế nào, mình hoàn toàn không biết. Nhưng mà khi mà em vô cái nghề này rồi đó thì em nghĩ ngoài cái việc đây là công việc làm ăn của em, nhưng mà em nghĩ là em còn giúp được cho cộng đồng của mình hiểu về cái bảo hiểm, hiểu thêm để mà biết là cái gì mình cần mua, cái gì mình không cần mua. Thực sự mà nói, đối với một người có khả năng đó, họ có thể đọc báo nha, họ có thể lên internet, họ có thể vào các hãng bảo hiểm, đọc bằng tiếng Anh, ngay cả tiếng Việt để tìm hiểu về cái bảo hiểm nó liên quan tới đời sống con người như thế nào. Yeah. Nhưng mà thật sự nói, cái con số đó không phải quá nhiều. Có nhiều nhưng mà không có quá nhiều. Có nhiều người ngang giống như Việt Thảo đó, chẳng có cần biết bảo hiểm nó bán cái gì, làm cái gì, cái đó thiệt tình mà nói. Thậm chí giống như mình coi ngay hồi xưa quen coi đá banh là soccer. Không giải thích cũng hiểu. Qua bên Mỹ 34 năm ngang football chơi, giải thích cỡ nào cũng không hiểu. Chỉ thấy nó touchdown một cái là yeah, là vui chứ không biết cái gì cả. Rồi có đứa nói bây giờ mày muốn biết chơi football đó, mày cứ việc đánh cá đi, game, thì mày sẽ hiểu, không biết luôn. Cho nên bây giờ nói bảo hiểm, thật sự mà nói, giấy tờ bảo hiểm hay là cái gì về không biết nha, chỉ hỏi đóng tiền nhiều đóng. Cho nên ở nơi đây ngày hôm nay Việt Thảo muốn qua chị Van, chị Văn,
Chị Vân, đúng không? Vân là chữ Á trong mấy ớ. Chị Á đúng. Chị Vân Trần. Thì mình biết bảo hiểm một cách rất là đơn giản và dễ hiểu. Chứ nếu bây giờ mình nói như là những cái bài bản của các hãng bảo hiểm thì mình chẳng bao giờ hiểu được cả. Bây giờ bữa nay coi như là Việt Thảo đó. Một cái đơn giản thứ nhất. Như Việt Thảo năm nay 60 tuổi. Một vợ bốn con. Có cần mua bảo hiểm không? Dạ, anh nói về bảo hiểm gì? Mà chính tôi không biết có bảo hiểm gì nữa. Thứ nhất á, là anh có xe không? Có. Bảo đảm anh phải mua bảo hiểm xe. Rồi. Anh có nhà không? Có. Anh cần phải mua bảo hiểm nhà. Anh còn trả tiền mortgage hay không? Dạ còn. Anh nên mua bảo hiểm nhân thọ. Cái lý do là cái bảo hiểm nhân thọ đó, tại vì anh còn nợ nhà băng, một cái số nợ lớn. Nếu anh là cái người chủ trong gia đình, anh mang cái income về phần lớn. Nếu một mai mà lỡ mai mà anh có bê rủi ro nói mẹ nó chết rủi ro gì đó thì cái income đó ai sẽ mang về, ai sẽ là người trả tiền nhà? Chết thôi chứ rồi ai là trả tiền nhà cho anh? Nếu anh không có tiền trả tiền nhà thì vợ con anh sẽ ở đâu, và mấy cháu tiền đâu đi học và trả tiền cho college, rồi bà xã anh không có đi làm bây giờ là như thế nào? Tiền đâu? Nếu anh có cái bảo hiểm nhân thọ, thứ nhất có thể trả hết căn nhà, chị ở nhà không phải lo gì hết, là chị phải khỏe rồi, có thể chăm sóc mấy cháu. Anh có bảo hiểm đủ nữa để lo tiền cho các cháu, nuôi các cháu lớn lên và trả tiền học cho các cháu. Chứ khi anh không có thì ai lo cái chuyện đó cho mấy cháu, cho chị với mấy cháu? Cho suy nghĩ chỗ này. Dạ. Thực tình mà nói nha, tôi có khi không nghĩ tới, cứ bận biểu lo. Cái câu vừa rồi nhắc nhở nếu tôi lỡ chết. Dạ. Ê, đi máy bay nha. Dạ. Em MH370 kìa, đi không biết đường nào trở về luôn. Mà tôi bi nhiều hơn những người hành khách trên MH370. Dạ. Trên đó có thể có những người ta bất ngờ lần đầu tiên đi trong cuộc đời. Yeah. Họ lần đầu tiên họ đi. Yeah. Nhưng mà sự việc nó xảy ra. Yeah. Bây giờ tôi bay có thể tuần nào tôi cũng bay, mỗi tuần bay 2-3 chuyến mà. Yeah. Mình đâu biết chuyện xảy ra. Lỡ tôi chết, vợ tôi làm sao? Yeah. Con tôi làm sao? Yeah. Rồi ngoài ra đó, em xin phép, nhiều khi anh có thể, anh có credit card nè. Anh có second mortgage loan. Rồi anh có 2 bác ở nhà, anh cũng phải chăm sóc, gửi hàng tháng nè. Thì một khi anh không còn nữa thì ai là cái người lo cho? Nhưng bây giờ nếu mà có người lo cho cái chuyện mà chị Văn vừa nên mới nói đó. Dạ. Thì tôi phải đóng tiền người ta mới lo chứ đâu qua cho lo không? Dạ thưa đúng anh. Dạ. Mà bây giờ tôi đang làm không có tiền nữa, lấy tiền đâu đóng? Thì tùy theo cái khả năng của anh và cái hoàn cảnh hiện tại của anh. Nó có bảo hiểm nhân thọ, nó có nhiều loại lắm, từ rẻ cho tới mắc, từ ngắn hạn cho tới dài. Rồi bắt đầu mù mờ rồi đó, bắt đầu mù mờ nghe thích rồi, bắt đầu lung tung rồi. Bây giờ gì đơn giản nha. Dạ. Tôi năm nay 60 nha. Dạ. Có 4 đứa con, 1 vợ. Dạ. Tài sản không có, tiền bạc không có. Đương nhiên mỗi một tháng cũng có income chút đỉnh vô cũng mới nuôi sống gia đình được. Dạ. Bây giờ để cho cái chuyện mà khi lỡ tôi chết. Dạ. Thì phải đem chôn cất chứ. Dạ đúng rồi anh. Dạ. Thì phải có tiền. Dạ. Chôn cất khoảng bao nhiêu? Chôn cất đó, thành phố Thiêu nè, chôn cất khoảng bao nhiêu? Kentucky này đó anh, thành phố nhỏ, đời sống vật giá nó thấp. Ở đây khoảng thôi, em phỏng đoán thôi là khoảng chừng 25 tới 35 ngàn. Cho 40 ngàn luôn, cho 40 ngàn luôn. Rồi. Dạ, cho 40. Bây giờ khi đó tiền chôn cất xong xuôi mà nếu thiêu rẻ hơn phải không? Thiêu thì rẻ hơn. Thôi chọn thiêu đi, chọn thiêu nhiêu? Em nghĩ chắc chừng 50 ngàn thôi. Có gì hả? Dạ. Rồi thôi giờ đó, nếu bây giờ khi tôi chết đi tôi mua bảo hiểm gì không biết, mà nếu mà chôn 50 ngàn tôi cho 20 ngàn đi. Dạ. Còn lại 30 ngàn cho vợ tôi sống và nuôi con tôi một thời gian ngắn trước khi đi làm thôi. Dạ. Thì tôi mua bảo hiểm được cái đó khi tôi chết vợ tôi có 50 ngàn. Dạ. Thì phải đóng bao nhiêu? Với cái tuổi của anh. Anh nói là anh 60 tuổi. Em muốn xin phép hỏi anh không uống thuốc nha. Sức khỏe anh tốt không? Không uống thuốc nha, không uống rượu nha. Dạ. Sức khỏe đó, bác sĩ đi thử máu rồi nha, thử phân nha, thử nước tiểu đủ hết. Ông chỉ đưa có 2 chữ à, exercise and diet. Muốn khỏe mạnh exercise, muốn ốm đẻ chỉ có vậy thôi, không có bệnh. Okay. Tức là anh không cần phải uống thuốc gì hết trơn. Mà tôi nói là tôi sợ tôi mua bảo hiểm mà uổng là tại vì tôi không chết mua gì. Ê, nhưng mà lại không? Anh có bảo đảm anh không chết không? Đúng. Không, nhiều khi tôi làm ác nha. Nhưng mà trên máy bay mọi người kia làm thiện thành ra tôi không sao. Bao nhiêu nè? Cái chương trình mà anh muốn, nó gọi là final expenses đó. Nó gọi là whole life. Thì anh phải trả từ đây cho tới cái ngày anh mất. Đó. Tôi đâu biết ngày nào tôi mất. Thì anh phải trả hoài đó. Rồi. Cái chương trình nó gọi là whole life. Whole life, yes. Whole life, tức là whole là toàn tới chừng ngày anh mất thôi. Đó. Thì cái chương trình đó anh trả mỗi một tháng đấy, chừng khoảng, em nghĩ là chừng khoảng thôi nha, một chút em có thể em run cho anh một cái khúc ở đây, nhưng mà chừng khoảng 100 đồng đổ lại thôi. Cái gì?
khoảng 100 đồng. Ê, 100 tới 150. Ê, 100 đồng nha. 100 tới 150 nha anh nha. Em tôi cho 200 luôn, tôi cho 200 luôn. Nếu 200 thì em sẽ có một cái khóa đặt dành rất là tốt. Quay, tôi cho 200 luôn. Vừa rồi nha, từ ở Vancouver, Canada. Tôi bay trở về California nha, họp mặt gia đình. Vợ tôi, con tôi, 4 đứa và tôi 6 người. Lại Royal Capital Seafood. Yeah. Ăn một bữa ăn ngon lành. 300 mấy nha. Yeah. Tiếp rồi luôn gần 400 đồng. Dạ, một cái bữa ăn thôi thì tôi bây giờ tôi trích phân nửa 200 đi, tôi mua cái bảo hiểm thì mình thay vì ăn ngon bữa mình ăn bớt là phân nửa cái ngon thôi thì đủ mua nguyên tháng rồi. Mà cái đó anh mua tới 100.000 lận mỗi tháng, nếu anh trả 200 đồng đó em ơi, em nghe không em, mình bớt là bữa ăn nửa tháng nha, bớt là một bữa ăn nha, là khi anh chết em dư được ít nhất 70-80 ngàn để lo thân em và nuôi con của anh. Ok, deal. Ok, good. Nhưng mà anh Thảo, tùy theo cái hoàn cảnh sống của anh hiện tại, 70 ngàn đó, tùy theo cái nợ anh còn lại bao nhiêu. Chứ còn, thí dụ như anh có cái mortgage 300 ngàn, bây giờ chỉ có 70 ngàn, làm sao mà trả hết cái mortgage nhà? Vậy thì phải mua bảo hiểm nhà. Mua bảo hiểm nhân thọ, nhưng mà khi anh mất thì anh lấy cái tiền đó anh trả tiền nhà. Đúng rồi. Dạ. Thì anh trong lúc anh ở đây, em có thể bán bảo hiểm nhân thọ cho anh luôn. Yeah. Ví dụ những người bạn của em hay là bà con từ xa đến mà đến Kentucky thì em cũng có thể bán được. Rồi bây giờ hỏi đây nha, anh ở cái điện nha. Dạ. Đương nhiên bạn bè anh đầy hết trơn á. Dạ. Mua bảo hiểm đâu cũng có hết. Dạ. Và thậm chí có người recommend cho Việt Thảo là đi bán bảo hiểm cho New York Life nha. Một năm bảo đảm đó là 300.000 $300,000 a year. They pay me the minimum wage. All right. Còn nhiều nữa thì lấy, mà ít nữa thì coi như cũng trả 300.000 mà Thảo cũng không có thời giờ đi bán nữa. Dạ. Nha. Dạ. Còn bên Allstate Thảo không biết, MetLife không biết. Thôi bây giờ như thế này. Dạ. Nếu muốn biết về bảo hiểm cứ gặp agent tại địa phương cứ hỏi. Yeah. Phải không ạ? Yeah. Nhưng riêng tại Văn đó, yeah. Thí dụ như anh Thảo Cali, yeah. Em bán bảo hiểm cho anh được không? Dạ thưa được. Rồi. Nếu mà anh ở đây, nếu anh ở trong thành phố này, trong lúc em làm giấy tờ cho anh vẫn được. Đương nhiên. Dạ. Còn khi mà đi thử sức khỏe đó thì anh có thể bất cứ ở địa điểm nào, địa chỉ nào thì anh chỉ cho biết là okay. Tụi em hẹn cho họ tới, cái cô y tá họ tới họ thử. Rồi bây giờ một câu hỏi tổng quát. Bảo hiểm sức khỏe nha. Dạ. Bảo hiểm xe cộ. Dạ. Bảo hiểm nhà cửa. Dạ. Bảo hiểm đi con cái trong tương lai, nếu mà anh có chết có tiền đi học hành đàng hoàng. Dạ. Tổng cộng hết nếu mua bảo hiểm tốn khoảng bao nhiêu? Bảo hiểm xe, anh nói bảo hiểm xe nè phải không? Ừ. Bảo hiểm nhà. Ừ. Bảo hiểm nhân thọ. Ừ. Anh nói tổng cộng hết bao nhiêu có nghĩa là anh trả hàng tháng? Hàng tháng. Cái đó phải tính. Em phải coi lại. Thôi bây giờ này ha. Cái xe của anh là xe đúng. Anh là bao nhiêu tuổi? Yeah. Giá trị là bao nhiêu? Thành ra em sẽ không cho anh được. Rồi bây giờ nha. Bây giờ mình nói riêng về vấn đề phải bảo hiểm nhân thọ thôi. Nên không? Nên không? Nên chứ. Dạ em nghĩ nên chứ. Nên. Nãy em giải thích cho anh rồi đó, là nếu mà anh không có thì mai mốt anh rồi. Có việc gì ai lo bây cho. Bây giờ như thế này, bây giờ như thế này nha. Dạ. Thứ nhất là nhìn đây. Em nói cái số điện thoại của em số mấy? Dạ, số điện thoại của văn phòng bảo hiểm Văn Trần là 502-364-0007. 502-364-0007. Dạ. Điệp viên 0007. Dạ. 0007. 460-0007, ban số 0. Dạ. Ok. 000-7. Dạ. Dạ, not double zero. Ok. Đó là con số điện thoại. Các bạn, quý vị nào ở bất cứ tiểu bang nào, bất cứ nơi đâu nghe, muốn tìm hiểu về bảo hiểm, không riêng gì bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm xe cộ, nhà cửa, tất cả các loại bảo hiểm, insurance, call. Cái bảo hiểm em chỉ có bằng ở Kentucky và Indiana. Để cho nhà cửa xe cộ. Nhà cửa xe cộ là Kentucky với Indiana. Còn bảo hiểm nhân thọ thì bất cứ mà ai mà đến trong hai tiểu bang này thì em cũng có thể bán được. Dạ. Dạ, chứ anh bảo hiểm xe của anh ở bên Cali thì em không bán được. Tuy nhiên, Allstate là nó có trên Nationwide. Em có thể tìm cái agent cho anh ở bên Cali. Xí, bây giờ rõ ràng phải không? Nói chung đi nè. Dạ. Đã có số điện thoại rồi, lỡ thắc mắc. Dạ. Khỏi tìm chỗ khác, cứ gọi cô Văn. Dạ. Cô Văn không bán được, cô giới thiệu cho agent ở nơi của mình ở để bán. Dạ đúng anh. Dạ. Dạ đúng. Nhưng mà nói tóm lại là cần mua, phải mua. Dạ. Cái chuyện đó là cần. Cho nên hôm nay đến thăm viếng chị Văn. Thăm viếng như là một người bạn, như là một người em nhá. Và báo tin cho em biết thêm một điều. Dạ. Là ngoài Thành tối hôm qua bỏ hút thuốc. Dạ. Thêm thằng Đức đứng đó kìa bỏ hút thuốc. Và thêm thằng Lộc nữa bỏ hút thuốc luôn rồi. Vĩnh viễn, ba đứa rồi. Dạ. Dạ. Ok, good. Ok, okay. Còn em giới thiệu người bạn này là ai, lúc nãy đến đây làm gì, và ông làm chức vụ gì, hay là có cái gì để giới thiệu được cho cộng đồng người Việt Nam mình? Dạ, thưa có anh. Dạ. Rồi bây giờ có ha. Dạ. Qua bên này nói. Trở lại cái vấn đề lúc nãy đó là khi mình nói vấn đề bỏ hút thuốc, thì khi mà bỏ hút thuốc thì cái tiền mua bảo hiểm nó sẽ rẻ hơn rất nhiều so với một người không hút thuốc và người có hút thuốc.
Mình không muốn thuốc tiền bảo hiểm rất rẻ nha, có đúng không ạ? Dạ đúng anh. Dạ. Dạ đúng. Với cái tuổi của anh đó, nếu anh mua 100 ngàn mà chương trình loại thượng hạng, loại tốt đó, ví dụ như là em làm thử cho anh ở đây đó, nếu mà anh một cái chương trình mà thật là tốt đó, thì mỗi tháng của anh chỉ trả có 241 đồng. Wow. Mà nếu như anh hút thuốc đó thì có thể lên là 400 đồng. Hoặc 300 mấy hoặc 400 đồng mỗi tháng. Bây giờ là như vậy nè, hiện giờ anh đang ở đây nha. Anh ở Kentucky. Dạ. Em là agent ở tại Kentucky của Allstate. Dạ đúng. Nếu bây giờ anh mua bảo hiểm này. Dạ. Thì anh chỉ đóng cho em 241 đồng mỗi tháng, đại khái vậy khoảng đó. Dạ. Được không? Mua được không? Dạ được anh. Và anh chỉ trả trong vòng có 20 có 25 năm thôi. Đã wow. Không trả nữa. Và em bảo đảm cho anh là cái benefit của anh until anh 110 tuổi. Còn nếu anh muốn thêm 121 tuổi là tối đa. Là bao nhiêu? Là 245 đồng. Wow. Tối đa là 121. Dạ, nữa. Bây giờ nếu mà anh sống chưa tới cái tuổi đó mình chết. Nếu anh 2 năm nữa anh chết thì em nói thí dụ đi, anh chỉ đóng mới có 2 năm thôi thì gia đình của anh vẫn hưởng được 100 đồng, 100 ngàn và wow. Anh dừng đóng, không đóng nữa mà cái tiền anh đem về không có trừ thuế. Anh hỏi thí dụ bây giờ mà tôi chết mà không phải do accident nha, không phải do bệnh, tại vì bệnh tôi biết tôi không có nha, accident chưa chắc nha, tôi tự giận tôi chết. No, 2 năm đầu anh tự giận không được trả. 2 năm sau được. 2 năm được. Honey ơi, 2 years, 2 more years, suicide and you get 200,000. I told him that the first 2 years of the policy, if he commits suicide, there's no payment. But after that is a payment. Good. Nhưng mà nói gì nói chứ đâu có ai muốn đâu chết để bỏ vợ con đâu nè. Hãng bảo hiểm nó khôn lắm. Nhưng nếu mà thật tình mà nói, nếu mà bây giờ mình không mua bảo hiểm thì bây giờ làm sao an tâm được? Như Việt Thảo nè, Việt Thảo bây giờ bay khắp nơi nha, lỡ chết, lỡ xảy ra cái chuyện đó mình không biết, đời sống vô thường, vợ ở nhà sao, con làm sao? Yeah. Tiếp tục đại học, tiếp tục trung học. Yeah. Hay là phải đi làm? Phải đi làm. Yes. Yeah. Thằng Việt Kim mới có 8 tuổi rồi. Yeah. Sao đi làm? Yeah. Úi cha, không được, phải mua. Bây giờ tôi chỉ cần có 240 mấy đồng thôi. Là safety. Ô xin lỗi, nếu mà trong vòng mua rồi, nếu ngày mai chết có được không? Sau khi anh được chấp thuận. Thì được chấp thuận, thí dụ ngày mai chấp thuận hay là ngày mốt chấp thuận. Anh mua đó, cái thủ tục của nó chừng khoảng 2 tới 3 tuần lễ. Rồi, sau 3 tuần lễ chấp thuận. Sau 3 tuần lễ chấp thuận, một ngày sau anh chết vẫn được cover. Là bao nhiêu? 100 ngàn. Wow. Nếu anh mua 100 ngàn. Bây giờ tôi nói là tại sao mình có nhiều người đi mua giá số có 2 đồng bạc ngang để tìm cái cơ hội trúng bạc trăm ngàn, bạc trăm triệu. Bây giờ có 200 mấy một tháng à. Không lẽ mình nghèo đến độ 200 mấy một tháng không có. Nhịn ăn chút xíu mà. Phải không? Để chi? Mua cái an toàn, mua cái safety for your wife, your children, in the future, for education. Why not? I do it. Bữa nay mua liền. Tại vì Thảo chưa có bảo hiểm. Thank you. Yes. He buy that one. Okay. Yes. Why not? Yeah, I appreciate it. All right. Thank you very much. Hey, why you here, man? Dallas. Why? Okay. Anh Nhị Thảo cho em vài phút để em trình bày lý do tại sao em có ông Doug Wasler here today. Tại sao anh có mặt hôm nay? Thông thường khi mà nói đến bảo hiểm Allstate thì ai cũng nghĩ là bảo hiểm nhà, bảo hiểm xe, tàu, cơ sở thương mại. Nhưng mà không có ai biết rằng là Allstate có một cái phần rất là lớn, nó gọi là về bên tài chánh, về vấn đề tài chánh. Về mình lo về bảo hiểm nhân thọ, về tiền những cái quỹ cho con mình đi học trong tương lai, những cái quỹ về hưu, những cái phần đó là một phần lớn của Allstate mà ít có người biết đến. Thành ra khi mà em mở bảo hiểm đây đó thì em chuyên về bên bảo hiểm nhà cửa xe cộ, nhưng mà về bên tài chánh tiền bạc thì em có ông đó rất là giỏi. Ổng đứng hạng thứ nhất của tiểu bang Kentucky trong 2 năm vừa qua. Lo chuyên về cái đó, lo đầu tư về cái tiền bạc, lo giấy tờ, sổ sách để, và hướng dẫn khách hàng của mình làm sao để đầu tư có được một cái theo đúng cái hoàn cảnh của mình. Nói chung lợi nhuận tốt nhất. Nói chung là Dallas lo về vấn đề đầu tư. Dạ. Mà ổng nói tiếng Mỹ của người Việt Nam mình, tiếng Mỹ không bằng người sao? À dạ, mỗi khi mà ông Dallas đi đâu thì em sẽ là người okay. Đi thông dịch okay. Cùng okay. I know. Now. So he said, you speak English. Yes. How can you communicate with the Vietnamese community? I said, wherever you go, I am. I'm just shadow, his shadow. Yeah. Okay. Yeah. Now. Exactly. Bây giờ đó nói chung là ổng sẽ giúp cho người ta đầu tư. Yeah. Bây giờ trong trường hợp tôi không có tiền sao đầu tư? Anh không tiền thì thôi thì không có cần đến ổng. Khi nào anh có tiền hoặc là có bao nhiêu mới đầu tư được? How much? How much money do I have?
to invest. How much the minimum that he can invest the money? I mean, that really depends on the product that we suggest to the client. The money to, xin lỗi, cái số tiền mà anh cần phải có để mà đầu tư ngay từ lúc đầu và hàng tháng tùy theo cái hoàn cảnh của anh, tùy theo cái nhu cầu của anh cần, và tùy theo cái chương trình mà anh chọn. Như vậy thì ông cái công ty OnState này nó có nhiều cái chương trình khác nhau cho mọi loại tuổi hay là những cái ngành nghề khác nhau hay cái số tiền của người ta có mà có thể đầu tư. Dạ thưa đúng. Có thể đơn cử một vài cái thí dụ không? Một vài cái thí dụ những cái ngành nghề nào để đầu tư được? Dạ thưa anh, lo về cái ngành nghề, tức là cái ngành nghề nó không quan trọng trong cái việc đầu tư, mà là cái số tiền mình đầu tư ngay từ lúc đầu và cái tuổi tác của mình và cái sở thích của mình. Đầu tư bằng cách nào? Đầu tư là bằng cách là anh bỏ vô 401k. Ok, now 401k. Cái đó là nhà băng có không? Nhà băng có không? 401k cái Roth IRA đó. Khi mà anh mở cái Roth IRA thì tùy theo cái sở thích và cái bản lĩnh của anh, anh muốn là anh là cái người không có sợ gì hết. Hãy mà cái anh biết rồi đó, đầu tư hãy mà lời nhiều đó thì cái cơ hội thua nhiều, mà lời ít thì cái cơ hội thắng nhiều hơn. Tức là tiền nào của đó. Okay. Đó, tức là anh tùy theo cái cá tính của mỗi người. Ví dụ như em á thì thích. Nhưng mà nói em nói như vậy, đầu tư vô như vậy cũng giống như bài bạc sao, gambling sao mà cơ hội thắng thua? Cái này á nó không phải là một cái bài bạc. Nó là một cái khi mà OnState mà phải ngồi lại với anh coi thử coi là như anh biết là anh bỏ tiền vô nhà băng thì anh cũng có tiền lời. Mà lỡ nhà băng sập tiệm mình mất. Thì nhà băng sập tiệm thì mình mất. Thì phải có bảo hiểm. Thì trong cái đừng có nói là đầu tư vô OnState rồi mua bảo hiểm OnState đến đền lại. Dạ không. Ok. Cũng có vậy anh, tức là khi họ có tiền đó thì họ nói chung nó quay cái này coi như là đầu tư chứng khoán không? Giống như thị trường chứng khoán, một cái loại vậy. Một cái loại nó gọi là mutual fund. Yes, cái loại vậy. Understand. Yep. Yeah. Thì nó là một cái family tổng hợp cả ngàn cái stock khác nhau. Thành ra cái cơ hội anh mất á nó ít đi. I understand. Như vậy đó, nếu mà thị trường chứng khoán chúng ta mua trên từng loại một đó nghe, cái cơ hội mất hay còn hay lời lỗ nó nhanh lắm, nó dễ nó xảy ra lắm. Yeah. Tùy theo cái kinh tế trên thị trường thế giới nó như thế nào. Yeah. Cái thị trường chứng khoán nó thay đổi. Còn cái này là mutual fund, ok, different. Yeah. Cái OnState không có ngu gì để cho nó sập đâu. Is that right? Is that right? Yes. Để em hỏi ổng đó. Yes. Sẽ giải thích cho anh. Yeah. Là how do you invest the money that the customer put in your hand? How do you invest? Depending on their goals and their time horizon for maybe wanting to retire, I would suggest to go into one thing versus another. Okay. Tùy theo cái tiền mà anh đầu tư vô với OnState thì tùy theo cái thời gian anh đầu tư là bao lâu, cái tuổi anh có là bao nhiêu và cái mục đích của anh để làm gì, thì ổng là cái người có kinh nghiệm thì có thể khuyên anh là nên chọn cái chương trình nào là tốt nhất theo như cái bây giờ nói chung từ bây giờ đó. Mình thấy là có cái cơ hội, the opportunity để có thể có tiền. Yeah. Nhưng mà muốn có tiền thì mình phải có tiền để đầu tư nó ra tiền. Yeah. Không có tiền thua. Yeah, ngay cả bảo hiểm cũng vậy, không tiền là thua. Yeah. Nhưng mà có tiền thì mua bảo hiểm được. Phải không nào? Vấn đề là nhiều ít. Yeah. Tiền ít, mua bảo hiểm ít, khi mình chết nó có ít. Yeah. Có ít đây là có ít tiền mà có ít lợi. Yeah. Có ít trong có hai nghĩa. Có ít là IT, tức là ít, mà ICH là ít lợi. Thành ra có tiền là có bảo hiểm, có ít là bảo hiểm ít. Ít đây là ít tiền mà cũng là ít lợi. Bây giờ có tiền nhiều mình đầu tư. Yeah. Vấn đề bây giờ ở đây, từ bây giờ mình biết đầu tư có tiền, nhưng mà có một cái thí dụ điển hình nào cụ thể nào cho thấy đầu tư như thế nào? Thí dụ bây giờ tôi có 100,000. I have 100,000. He said, yet in a general idea, but can you give an example if he has $100,000 now and he needs your advice? How do you... Very simple, very simple. Yeah. That he can understand. $100,000. I would ask him if he wants to take income from that money now or later. Cái câu hỏi đầu tiên đó là muốn lấy cái tiền lời. Bắt đầu lấy tiền lời bây giờ hay là anh muốn để tiền nhà anh về hưu anh lấy? Hai trường hợp, nếu lấy liền thì sao? If he wants to draw the money right away,
how it works. The interest, yeah. If you want to draw the interest right now, I would probably suggest some form of a dividend monthly paying mutual fund that you can invest your money into, a very conservative mutual fund that would pay some form of a monthly dividend. And that particular fund I can think of off the top of my head has been around since 1948. And I would suggest something like that that has a very high dividend, probably around the 5.5% interest rate now. Okay. And it can actually continue to grow above that. Okay. Nếu anh có 100.000 để anh đầu tư bây giờ và anh muốn có cái tiền lợi nhuận lập tức ra hàng tháng thì ổng nghĩ đó là ổng sẽ khuyên anh là mua cái mutual fund, một cái loại mà đã có từ năm 1948 mà nó trả tiền lời hàng tháng cao. Bây giờ hiện tại đó là khoảng 5.5 hoặc có thể hơn. Nếu so với nhà băng hiện giờ tiền lời bao nhiêu? Tiền lời nhà băng bây giờ đó anh thì chừng khoảng 1 chấm. Oh my goodness. Yeah, khoảng 1 chấm. Yeah. He want to know what's this, if he put that money in the bank, I said it's about 1%. It's less than 1%. See? Point seven five. Mutual fund đó trong 100.000 ngang, nếu mình muốn lấy tiền lời liền mỗi tháng đó mình lấy là 5.5%. 5.5% trong khi nhà băng là 1 hoặc là under, dưới, less than 1%. See? Cái sự khác biệt như vậy. Yeah. Bây giờ nếu 100.000 bỏ vào mà không lấy lời, để đó luôn thì bao lâu? Anh muốn để tới chừng nào? I don't know how long. Now the second scenario is if he put in 100,000 and he doesn't need the monthly income now, what can you do? I would recommend some form of an annuity that has a guarantee wrapped around his investment. Okay. Ông sẽ khuyên anh á là đi cái chương trình annuities, mà cái chương trình này là bảo đảm 100% là cái income cho anh. Bảo đảm income. Bảo đảm income là sao? 100.000 của tôi xin lỗi, xin lỗi, bảo đảm cái tiền tiền lợi nhuận cho anh. À. Dạ dạ. Nhưng mà lợi nhuận như thế là tôi bỏ 100.000 vô, tôi đâu có thấy lợi nhuận gì từ giờ đâu. Dạ dạ. So what is the guarantee? What is the interest rate or what, how does he get? When does he get the money and how much monthly that he can get? The insurance company will usually guarantee to increase the value of your guaranteed income rider by a set percentage every year. And that percentage would is going to vary between insurance companies, but it's anywhere from 5 to 6% every year until you need the income. And then when you need the income, they're going to guarantee to pay you a 5% income stream for life, for as long as you live. Okay. Cái chương trình này đó anh, là mỗi một năm đó khi mà anh bỏ tiền vô đó là cái công ty mà anh chọn đó là nó bảo đảm cho anh là cái tiền mà lời là bảo đảm và nó sẽ tăng cái tiền capital tức là cái tiền vốn của anh đó nó tăng lên đó là mỗi năm mà tiền vốn nó tăng là có lời nữa. Dạ, nó là nó như là compound interest. Yes. Thế giờ bây giờ là 5% anh nó trả đây á là ít nhất là từ 5 tới 6%, tức là anh cái mình đầu tư cái loại này rất là bảo thủ đó, tức là kỹ lưỡng đó, để không xài, đã không có lo gì đó, thì mỗi năm cái tiền nó cứ tăng vô cái giá trị của anh, cái tiền của anh có trong nhà băng. Rồi khi mà anh muốn lấy ra đó thì anh muốn lấy một lần cũng được hoặc là anh muốn lấy hàng tháng cũng được. Okay. One more thing I would add. Some of these products, annuity products, will offer a bonus just for using their product. So on your $100,000, they would just give you and add to your money the first day you give them the money a 5% bonus up front. So you start at 105. You don't start at 100. And the interest is based on 105. And then they accumulate your money at 5 or 6% every year until you need it, and then they guarantee you a 5% income stream for as long as you live. Okay. Okay. Có những cái fund, những cái annuity đó, nó có những cái chương trình đặc biệt, nó thưởng cho anh liền là 5%. Anh bỏ 100.000 là anh có 105.000 lập tức. Và cái tiền lời thì dựa trên 105.000, mà cứ mỗi năm nó cứ tăng cái tiền mà tiền lời nó cứ bỏ vô, nó bỏ vô. Thì anh khi nào anh cần tiền thì anh cứ lấy ra và bảo đảm cho anh là anh sẽ nhận cái tiền lời for life. Tức là một cái câu hỏi cuối cùng là như thế này: nếu cái tiền 100.000 bỏ vô, tôi chưa có lấy ra rủi tôi chết, nó có mất không? Yes. If he put $100,000 and he passed away,
Is it the money still there or is it lost? No, the money always has a standard death benefit on it. Okay. And a standard death benefit is your original amount of principal plus any interest that was ever added to the account minus any withdrawals if you had taken withdrawals. So if he had not taken any withdrawals, his original $100,000 would always be there plus any interest that was ever added to the account. Tức là 100 ngàn mà anh bỏ vô, mà hỏi anh có mệnh hệ gì thì mà khi mà anh điền cái đơn để mà anh apply để mà anh bỏ số tiền này vô thì anh phải có điền cái tên, anh cần phải có cái tên của cái người thừa hưởng. Một người, hai người, ba người gì đó, anh phải có cái người thừa hưởng. Nếu mà lỡ mai anh có bệnh gì thì gia đình anh nhận cái số tiền 100 ngàn cộng với những cái tiền lời mà đã có được. Nói chung là cũng giống như mình. Dạ. Bây giờ như thế này, đối với bất cứ hãng bảo hiểm nào, và ở đây là có Allstate và chị Văn Trần là người đại diện, bên cạnh có Dallas. Nếu bàn sâu về chi tiết của một cái ngành bảo hiểm, ôi cha, nó nhiều lắm, trùng trùng điệp điệp, mà càng bàn càng rối lắm. Cái hay nhất là liên lạc ngay số điện thoại của chị Văn Trần nếu có bất cứ thắc mắc gì, dù trong cuộc hay ngoài cuộc, để mình hỏi để biết thêm chi tiết. Nói tóm lại, không tiền thì thôi đừng bàn tới nha. Nhưng mà cũng có cách, mình có cách để mua cái bảo hiểm. Nói mua thì phải có bán, mà bán thì trăm người bán vạn người mua. Mà mình mua, đã nói mua bán thì phải có tiền. Có tiền mua được món đồ thì mới có lời. Cái lời đó có thể bằng cái tiền bảo hiểm lo cho vợ con của mình trong tương lai, trong đời sống, nếu mình pass away, tức là qua đời. Rồi bây giờ trong trường hợp mình có tiền nhiều một chút, cũng có cơ hội đầu tư để có ra tiền mà bảo đảm được. Dịch Thảo không ở trong ngành này, chỉ có quý vị là những người chọn lựa cái cơ hội cho bản thân của mình, cho gia đình của mình, để có một tương lai cho con cái của mình. Dù không tiền, tiền ít hay tiền nhiều, liên lạc với cô Văn Trần ở số điện thoại. Số điện thoại của Văn Trần của Allstate là 502-364-0007. Hôm nay Việt Thảo xác nhận một điều là Việt Thảo không phải là agent của Allstate. Việt Thảo không có advertising for Allstate. I don't take any money. Tôi không bao giờ lấy tiền bạc trong cái chuyện này cả. Vì tôi biết cô Văn Trần là một người trong cộng đồng, là cái gạch nối, là nhịp cầu của những người từ già tới trẻ. Và trong đời sống hiện tại, chúng ta cần có những người đối với nhau bằng cả một tấm lòng. Xin được hân hạnh giới thiệu Allstate của cô Văn Trần đến với tất cả đồng hương tại Kentucky cũng như đồng bào Việt Nam khắp nơi trên toàn thế giới. I love you. Thank you. Cảm ơn anh Thảo. Thank you, Douglas. Yeah. Very nice to meet you. Yeah. Thank you.